không có cửa đâu. Anh sẵn sàng chịu đau, chịu tan nát trái tim đi. Cảm ơn, dạ cảm ơn tạm biệt, dạ. Hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. Trời ơi, từ từ thôi, sụp cái máy, sụp cái máy. Mười tờ, nó chung mười tờ nha. Tôi bán nước mía đó, 15 năm rồi. Em có thương anh không? Tôi đã có ai cứu mày. Đừng có lúc, hồi chuyện ra ngoài. Con cầu cho cái tiệm của con sinh ra tiết cánh hạ bảo bình an, tu tống tâm tay đâu tồn đá phước, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của người phương chứ hả? Con cầu trời khẩn Phật cho cái tiệm tạp hóa của con mua mai bán đa. Hay quá, hay quá, bè bóng ơi. Trời ơi, em cầu khẩn mà giống như một bài thơ bài văn, nghe rất êm tai. Hay quá. Bà bóng. Mày khấn một chỗ, mày chỉ qua cho chúng mày khấn kiểu đó là có huông. Đúng không? Chú làm gì chú mò quá vậy? Mò gì? Bà kìa, bà ngồi bà bắt chỉnh tới chỉnh luôn từ nãy giờ. Thì con nhỏ nó khấn, ta phải để cho nó khấn xong mới chỉnh được chứ. Bây giờ làm ơn chỉnh đi nè, làm ơn. Chắc không phải một tí, một chút thôi. Lẹ đi qua cái giờ vàng của con mà. Rồi rồi. Chút xíu. Chú làm nhắn tay lên chơi nặng như đồ lừa rồi bẻ bông con nè, mồ hôi đâm điên. Dạ dạ, mấy má, một má nói thôi nha, một má chỉ đạo thôi nha. Dạ, như vậy nè, chú làm nhắn tay lên giúp con đi. Rồi rồi, nhanh nè. Mồ hôi đâm điên làm sao mà cũng khai trước mặt phải tươi tình. Mày á, cái miệng mày á, mày mà còn nói là còn lâu á. Chú làm nhanh lên trời đi. Trời ơi, làm ơn tập trung dùm cái đi. Trời ơi trời, biết chừng nào. Bây giờ xích ra đâu nè? Làm ơn xúc qua bên phải xíu đi. Xích đây qua bên trái má. Trời ơi, từ từ thôi, sụp cái máy. Ủa mà hồi mình kéo xuống mà mình nhích chi vậy? Ừ đúng rồi má. Phải nhích xuống cho nó đẹp rồi mà hồi mới kéo. Ủa? Gì vậy? Bây giờ là sao? Là bây giờ kéo xuống khai trương giờ vàng của con. Kéo xuống luôn đi, Kéo. Ê, cầm cái nỉ cho má nó. Thiệt á, ba người chỉ đạo không biết nghe lời ai á. Tại chú tin hướng là đúng, là đúng cái gì là hướng cái đó. Một, từ từ, hai, ba. Yeah. Điểm tạp hóa bé bồng. Con thắc bé bồng này, bé bồng này. Ủa cha nội, bé bỏng lại sao cho nội? Tôi bé bông, tôi tên bông trời ơi. À không phải, đúng là em tên bông. Nhưng mà tại vì lúc mà anh đi ra chỗ mà người ta thiệt kệ, người ta nói bông chỉ là một loài bông. Bông thường mặc ở vệ đường nó không có hay. Phải là bông kết hợp với bay, là anh thành một đôi, một cặp mình sẽ bay lên cao bay xa. Tức là ngày khai trương của mình sẽ bay xa bay cao. Đừng có bốc phát. Hồi nãy giờ rồi tôi tấn như vậy rồi ai chứng cho tôi trời? Không sao đâu con, khứng lại từ đầu đi. Thôi bây giờ một là khấn lại từ đầu, hai là lấy cái gì xóa cái dấu hỏi đi. Xóa đi. Xóa hả? Anh đứng anh che đi. Ê cái gì vậy? Xém té luôn á trời ơi là trời thiệt. Hết hồn luôn á trời. Ông á, cái người mà làm không có được là ông đó. Cái đi làm cái bản hiệu công mà cũng làm sai tên của người ta nữa. Giờ sao? Em không thịt cái ni à? Dỡ xuống luôn đi. Ê đâu được. Trời, mới khai trương mà. Đúng rồi, khai trương dỡ không nên con nha. Đúng rồi, không nên con. Ê trời, xuống liền cho em, chồng của em xuống. Trời ơi, trời đất ơi. Ui, trời ơi. Thằng nhỏ nó đứng trên đó không bị cái gì hết. Ga làm quá chứ rồi nó té. Rồi, chỉnh lại đi, nó méo kìa. Vừa phải thôi, chú đó nha chú Hư. Chú nghĩ sao chú đầy đọa chồng tôi lên trên đó vậy hả? Trời ơi, lên trển rồi anh té xuống dưới đất rồi anh chảy chân chảy cẳng rồi ai nuôi? Cái con già này nuôi chứ ai mà nuôi? Trời ơi, chú vừa phải thôi. Chú Hư một mình. Ôi chết rồi, em xin lỗi chồng. Chị ơi, chị ở đâu tới vậy? Tôi ở gần đây thôi. Tôi tới đây làm gì? Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Diễm Trinh, tôi làm nghề hát lô tô. Hôm nay tôi bị ế xô, hôm nay tới gặp cô để mua vé lô tô cho hết ế xô. Có lô tô? Đúng rồi. Không có rảnh, bữa nay đang khai trương về giùm cái, ồn ào quá. Ủa vậy hả? Vậy chúc mừng cô, khai trương hồng phát. Giây phút em gặp anh là em biết anh si tình. Tình hát cho nó vui vẻ, cho nó khai trương vui vẻ vậy đó. Rồi từ nãy có thấy ai cười không hả? Trời, chú cười nè, chú cười rõ ràng. Mặt này nhăn nha. Ủa vậy chú nhăn hả? Nhăn chứ mày cười. Anh cười giùm em cái đi. Giây phút em gặp anh là em biết anh si tình. Ở đây không có nhu cầu hát lô tô, mình đi về giùm cái. Nhưng mà nói nghe nè, tại vì mấy bữa nay ế xô quá, hát lô tô mà không ai mời hết trơn trời á, cho nên giờ không biết kiếm cái nghề gì làm luôn đó. Có cái nghề nào không chỉ tôi đi?
chị là chị liên quan tới mấy con số đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, mấy người này có căng lắm mới liên quan tới con số nha. Học giỏi về toán. Đúng rồi. À trời ơi, vậy mà chị không có nghĩ ra luôn á, con không nghĩ ra luôn á. Vậy thì mình sẽ quyết định mình làm kế toán. Bán vé số. Hợp lý. Hợp hơn, hợp đúng không chú Hương? Chính xác. Bán vé số hả? Ờ ha, được á. Nhưng mà bán vé số mà đi ngoài đường nắng nôi quá, hư da hết trơn à, không có chịu đâu. Bây giờ ngồi một chỗ thì được. Ngồi một chỗ hả? Có luôn. Ở đâu? Vô bệnh viện á, nằm đó có người lo cho từ A tới Z luôn. Chủ nhà luôn. Trời ơi, đầy đủ luôn. Chủ nhà vừa phải thôi nha. Chứ còn gì nữa? Em sinh ra đời mà thích nằm chỗ có người đút ăn á, chứ vô bệnh viện nó nằm chỗ thì có người đút ăn. Chú vừa phải thôi. Trời ơi, bên này tôi gái trường. Giờ muốn gì nó lẹ. Thì đó, nói chung là bây giờ có thể cho mình thuê một chỗ mình ngồi ở đây được không? Không được nha. Cái tiệm tạp hóa người ta mở ra, cái tự nhiên ngồi trước cửa người ta sao người ta bán. Thì né quan tí xíu. Đây nè, ngồi chỗ này được không? Chỗ này đi. Được, chỗ đó trống đó nè. 500. Lắm. Trời ơi, trời, trời đất ơi, trời đất ơi, anh nói nó là em đối xử với anh như vậy. Cái chỗ này là anh ngồi, anh đứng đây, anh đón khách giờ còn người khác vô rồi sao? Cuộc đời anh là chỉ cần cái bóng thôi, chứ anh không muốn rằng cho người đàn bà khác đâu. Rảnh không? Qua bên đây đứng nè. Cái chỗ này chỗ đâu tôi cho thuê đó. Đi qua đây đứng đi. Chạy xe ôm thôi mà mệt quá à. Đúng đâu chả được. Em suốt ngày phải ăn hiếp anh ơi. Dạ hôm nay là ngày lành tháng tốt. Con mới được cái chớp mới. Lãnh 100 vé về bán hết 100 vé. Lãnh 1000 vé về bán hết 1000 vé. Dạ con cảm ơn rất nhiều. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn Tam Vị. Dạ. Dạ con gái xong rồi. Giờ con đi về con lấy số nha. Rồi bye bye hàng xóm nha. Làm ăn gì mà sống nhăn à. Người đó mà hơi gì không tôi không mà lấy gì. Ê cái bằng thơ. Nè. Để chán đường hết rồi ai để đi được vậy. Hôm nay khai trương ông ơi. Khai trương đi thương làm tém luôn xíu. Ủa mà có cái gì mà tự nhiên vừa đi vừa lèm mèm chửi vậy. Tôi bán ở phía đó 15 năm rồi. Tự nhiên sáng nay đẩy ra nó lấy là mặt bằng. Mà tôi tức là bán có gì hơn tôi. Ý là bây giờ người ta lấy lại người ta cho ai thuê. Cho bà mất vàng á. Đáng nhiều. 15 triệu. Còn ông đáng nhiều. 2 triệu. Trời ơi đúng rồi cha nội tôi cũng vậy đó. Nhưng mà bán vàng chứ ăn được đâu. Bán nước mía nè. Lâu lâu còn có nước mía uống. Lỡ có trái nhà còn có nước mình chữa. Trời, trời ơi. Sáng sống mà có tình người chứ ai mà sống kỳ cục vậy. 15 năm trời thuê rồi. Trời ơi như vậy là Tết là phải tặng lịch luôn á những chơi hoài. Chú Hương, nước mía chưa lừa được hả? Được chứ. Đây, nhà chị bên này, chị cho mày thuê 35 triệu một tháng. Rồi tôi ăn sắc mía hả? Nói chuyện vô lý vô cùng không cho nhỏ đường ra. Mà nghĩ sao mướn tháng 35 triệu nó bán nước mía lấy cái gì nó sống. Trời đất ơi, chứ cái mặt bằng đang tháng 10 triệu rồi, bên kia 35 triệu là đúng rồi. Ê, nè. Bây giờ tính cho, bán giữa đường đi. Rồi bán nè. Giữa đường đi. Tháng 2 triệu công an lại thì tao chạy. Du viên dày giữa đường, dày mà cũng cho thuê được. Lên. Cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Tôi thuê chỗ này. Thuê cái gì? Chỗ này ông cản đưa ngay chỗ cái tiệm tạp hóa của tôi sao tôi bán? Bà bán tạp hóa hôm nay đi, tôi bán nước mía nhiều khi người ta vô mua tạp hóa. Hiểu tôi bán đi đắt lắm, có duyên lắm. Cho thuê đi. Rồi, 8 triệu. Bà nội. Bán nước mía mà 8 triệu. Anh có ý kiến ngay nè, anh thấy là mình cho anh ra thuê đi. Ông bà xưa ta có câu mà bầu ớt thương lại bị khung. Tuy răng khạc giọng với chú một da. Tuy răng khạc giọng với chú một nhang. Mình thấy ông Minh cùng màu da chạy cùng một dòng màu thì mình phải tương thân tương ngại lẫn nhau. Hơn tào lao quá à. Dòng màu cải trí nọ đen thui mình chẳng tứ như bóng bưởi nhờ uống cổ la sen. Và cùng một cái màu da cải trí 8 triệu. Thuê thì thuê, không thuê thì biền. 8 triệu mắc lắm. 1 triệu. Đây à. Trời đất ơi, cái tiền từ 8 triệu nó rớt một phát một xuống một triệu vậy con. Trời ơi, cho người ta đứng ngoài cái mé góc nè. Ê, gọn gàng sạch sẽ nha, không có bài bừa đây nha. Bao điện luôn không? Không nha, sai điện tự chịu đó trời. Vậy hả? Vậy thôi tôi quay tay. Quay tay? Vậy đi. Quay tay đi rồi vận may sẽ tới. Hả? Hồi nãy nó cho tôi thuê có 500 mà. Cái bà nội đây. Chốt giá 500 nha bà nội. Ok, đợp. Gì nữa vậy? Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Gian nhạc đợi luôn. Làm con phải hiểu. Ông cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nghĩ nghe. Cái gì vậy? Tao hà mày á. Trời ơi, khai trương của người ta. Ngay đây, khai trương đi. Quên. Hồi nãy đi cái show bên kia có tiền đám ma mà bây giờ nó bị hồi lại. Trời ơi, đám ma mà có dù hồi nữa hả? Ông chết rồi. Không biết sao cái ông đang chết, ông nằm ở sông có. Ông bực ngồi vậy. Trời hồi hồi dương là hồi dương á, hồi dương cái hồi lại xô mày luôn á. Thì đó, đi ngang là tính đi về đi ngang là thấy khai trương vô tính làm bài khai trương luôn. Thôi đừng khai trương á, mình làm nhạc gì sung sung vui. Trời bớt ơi, đi thổi kèn lắm ma. Trời ơi, bài nào không thổi không được, muốn cái khai trương là có nhạc khai trương thôi. Rồi bây giờ vô vậy vậy nhiêu giá nhiêu phi ra cho chương trình phi hết đợi luôn bóng được. Ok rồi.
Rồi, khoan, từ từ. Chờ cái bà nội bán vé số ra nữa. Tôi nè. Qua đây. Cái gì vậy? Sao chưa tới giờ chưa cho lãnh vé số? Trời ơi. Chuẩn bị chưa? Rồi, chuẩn bị rồi. Vô tay cái hoành tráng luôn, bây giờ khai trương vui vẻ coi. Vô. Ai mà vô. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Trời đất ơi, hội nhạc xuất số phone mà còn... Thiệt không? Chết rồi. Hả? Qua liền. Rồi qua liền nha. Gì vậy? Chuyện gì vậy? Cái ông hồi nãy mà ông đang chết nè, ông ngồi vậy đó. Vậy là ông chết này. Là chết thiệt luôn. Hồi nãy ông hồi dương vậy là ông báo nợ. Cho nên mình biết là còn thiếu nợ ai để ta trả, vậy là ông điền thiệt luôn rồi. Vậy là ông có đức. Không, ông sống không có đức. Đi qua bệnh. Chờ xíu nha. Nếu mà bệnh xong ở đây còn chạy qua cây chân tiếp. Thôi đi. Chánh nội đi đâm bán thiệt sự luôn á trời. Trời ơi, hôm nay là ngày tôi khai trương mà sao mà tôi thấy nó rối dễ sợ luôn á. Thôi, giờ mình làm hoành tráng lại đi. Rồi, 2, 3, khai trương vui vẻ nè. Khai trương hồng phát nha. Súng mà nó thụt vô mặt tôi đi. Trời ơi. Chỉa ngay mặt người ta nó bắn nha. Lặng mà tôi nghe Tự ra con mấy còn mấy tự ra. Mấy gì ra. Cái viên nước trong để dành mặt. Con gái sớm này bỏ mẹ.